Hành trình bạn đường hợp ý mùa thứ 3 2015. Lần đầu tiên, một hành trình xuyên quốc gia đặt chân đến vùng đất lạnh giá của đất nước Nhật Bản, thủ phủ của hòn đảo Hokkaido xinh đẹp, thành phố Sapporo, những vùng đất mới, những con người mới, những trải nghiệm văn hóa mới, độc đáo, hài hước, tinh quái, hấp dẫn, nhằm tìm kiếm các cặp đôi là nhà vô địch của năm. Hãy đón xem bạn đường hợp ý mùa thứ 3 2015, hành trình đầu tiên tại đất nước Nhật Bản. Tập trước, Lan Phương và Linh Sơn đã đắm chìm trong cảnh đẹp của thành phố Sapporo, Nhật Bản và đã vất vả để tìm ra bạn đồng hành của đối thủ tại công viên Odori trong cái lạnh khắc nghiệt 4 độ C. Một bí mật đã được phát hiện, anh chàng Aaron Toronto không phải là MC của chương trình như thường lệ mà chính là đối thủ của Linh Sơn. Tuy nhiên, với thế mạnh am hiểu văn hóa Nhật Bản và khả năng nói tiếng Nhật như người bản xứ, Bảo Ngọc, bạn đồng hành của Linh Sơn lại khiến đội Lan Phương Aaron phải dè chừng. Sau một tiếng đồng hồ di chuyển, họ đã tới khu trải nghiệm nông nghiệp Satoland và lập tức bị mê hoặc bởi cảnh đẹp ở đây. Với sự hướng dẫn của cô Yoshioka và các cộng sự trong hội yêu thích và làm mì soba thủ công Ishikari, hai đội đã có dịp thách đấu tài nấu ăn bằng nhiệm vụ làm mì soba và bơ thủ công. Tạm thời đội Aaron Lan Phương đang dẫn trước đội đối phương 3 điểm. Một cái bãi cỏ rất là lớn. Còn về thử thách thì chẳng biết định làm gì. Em cũng không biết luôn. Hay là đánh gôn. Konnichiwa. Sensei konnichiwa. Konnichiwa. Sapporo Park Golf ni yoroshiku omogasu. Hai đội chơi sẽ đánh gôn trong 3 hiệp. Mỗi hiệp chơi là 2 lỗ gôn được quy định như sau. Hiệp 1, nữ đấu với nữ. Hiệp 2, nam đấu với nam. Hiệp 3, nam nữ phối hợp, chấm điểm. Ở mỗi hiệp, đội có số lượt đánh ít hơn sẽ chiến thắng và được 3 điểm. Thung tay. Lạnh quá, lạnh quá. Ui. Ồ. Hay nhỉ. Ồ, yoku dekimasu yo na. Đó là một trò chơi vật lý. Mình canh me tính toán cái lực ở tay mình như thế nào thì chắc chắn là với những người mới chơi thì nó sẽ không thể nào có một cái tính lực chuẩn được. Bắn thứ gì nhá, ai thua đánh trước nhá. Hay. One, two, three. Rồi thua. Đợi em còn thua là thế nào ấy? Thua đánh trước. Được. Rồi. Chọn cho em cái nào cũng được. Ogawa-san. Edo-san. Đứng là thắng cho nó cân bằng không? Hai. Rồi. Đánh với cái... cố gắng đánh thẳng nha. Thế này đúng không? Tay cầm đúng rồi. Đúng không? Mà, đúng rồi. Mà khi mà đánh thì đánh thẳng vô, đừng có đánh xéo. Hai. Như thế này, đánh thẳng vô. Ui giời ơi, chơi mua linh toàn thua đây, bây giờ chúng ta cũng thế. Alright, ok, good. Bây giờ tới phiên của Ngọc rồi đó. À thế à? Cố lên, à thế này, nhớ đánh thẳng nhá, đừng đánh xiên nhá. Nhớ mình ướm nó vào trái bạch như xong rồi đưa tay lên đúng cỡ đấy, đánh lên. Đau. Đừng mạnh quá. Ướm vào trái banh đã, ướm vào trái banh đã. Xong rồi đưa cái... Đúng rồi. Trời. Yeah. Ta xem bạn Phương... Nếu mà đánh trên này thì nó sẽ chạy nhanh hơn, chạy xa hơn. Thì bây giờ nó ở dưới này đánh làm sao? Cố gắng đi trên này nè. Rồi.
tức là đánh làm sao cho nó chạy trên này. Em biết rồi, mà bây giờ em sẽ cho nó lên. Ah, yeah, pretty good. Okay. Em làm lần nữa đi. Bởi vì em chưa tới cái banh của phải qua cái banh của Tú Ngọc đã. Vậy là bây giờ lại thành ba cú mất rồi. Gió mạnh này đánh được. Thôi. Ui, đi nữa đi, đi nữa đi. Trời ơi. Rồi tới phiên của Ngọc. Ngọc ơi, cõng tay chân lên đi. Hỗ trợ đi, tinh thần đâu. Ngọc ơi, cố lên nhé. Lỗ luôn thì tốt. Yeah, that's good. Okay. Đi lại không có lời được, thêm một lỗ. Cố gắng đi thẳng thôi, thì nó sẽ tự chạy. Chưa? Trời ơi, cái gì đây? Đây là cái kia đồng mày. À, cứ đi thẳng kìa. Không, phải đánh ở đây trước. Thì phải cho bóng ra đã. Nhưng mà giờ mạnh quá, ra ngoài, ngoài mất. Thôi bây giờ, thôi ăn một phát đi. Chắc là phải thế. Đi qua là làm sao qua được. Cái sân mà giấy chạy tới được. Thôi, mặc khăn vào đi cho nó đỡ lạnh đi. Ok. Làm sao đánh? Mẹ ơi! Ôi, nóng quá! Em ơi, nóng quá thì cả người rồi. Thôi rồi. Đi ra nào. Ok, pretty good. Ok. Yeah, very good. Yên tâm. Em nhớ là em phải lên cái đồi nhé. Phải lên cái đồi. Đuổi thôi, không sao đâu. Đánh. Phải gầy nhẹ đi. Dừng dần vào lỗ. Nhẹ quá thì nhẹ quá không lên được. Cậu đánh hơi cậu ướm xem. Vấn đề là làm sao để ướm được đúng. Ủa, suy nghĩ lâu quá. Mẹ ơi, stop. Mẹ ơi, cái này nó vào luôn rồi. Tám, lại đi. Vẫn xả lỗ. Ôi trời ơi. Nhanh. Lại đi. Cậu. Từ đâu? Chạy. Ôi. Ôi lên. Lại đi. Cố lên. Thôi. Từ từ. Bình tĩnh. Hai cú nó trượt qua đây. Không sao. Tớ bảo, cách quan trọng nhất ấy, dùng cổ tay. Điều chỉnh cổ tay. Theo kinh nghiệm của tớ thì cổ tay. Mình cố gắng hiểu, thế đó. Rồi mình cố gắng hiểu được cái canh. Là ai, em à? Mình cần đánh với sức mạnh gì? Thích nhỉ, đánh này có tạo ekip theo kinh nghiệm. Đúng rồi. Thôi. Bảy. Ôi, không, 11. Yeah. Ôi trời ơi. Thế là em thắng hả? Ok. Thế là tớ chơi được môn, bởi vì là cái... Tớ chưa bao giờ chơi cả. Tớ nghĩ là cái môn đấy chắc là tớ đứt mất rồi. Nhưng mà cuối cùng mình chơi cũng khá là không khó lắm. Khá lòng ta. Mạnh nhá. Bình tĩnh. Yeah. 30 chưa phải là Tết cậu. Chị phải đánh một lượt nữa. Khúc cua. Đây là khó nhất á. Đây là canh lên sức mạnh nào. Ôi, stop. Này cẩn thận hút vào đầu tôi nha cậu. Very good. Man. Yeah. Chết rồi. Đưa mình vào lỗ rồi đấy. Bốn cú cuối vào lỗ rồi. Thấy chưa? Shit. Bình tĩnh. Rồi. Thì ông nói. Rồi. Nghĩa là nên thử vài lần trước á. Và sau đó mới đánh thật. Mấy rồi? Bao nhiêu? Mạnh quá. Đây. Phương lên, 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 phương lên
2, 3. Sao này, cố lên. Xe trong phim thấy hướng gió. Ồ, gió ngược đánh đánh mạnh. Ngược gió đó. Đứng hai chân này à? Đúng rồi, bằng vai, bằng vai. Hai tay bằng vai. Thẳng, thẳng. Cả ekip vất vả cho mấy đứa chơi. Mà thời tiết này cũng lạnh lắm. Ông nhìn thấy cọc đó, ôi cọc ấy. Đấy gọi là lòng đòn cân não. Bạn thắng rồi, mình yên tâm, mình đã thắng 1 rồi. Tôi chưa chắc đâu, phải vào lỗ rồi chắc được. Nhưng mà đến đoạn gần lỗi mình phải... Còn có anh Aaron hơi khó. Phải. Nhớ nhá, cái này Phương, nên là Phương phải chia rồi. Có một điều ấy là gió ngược, ngược gió. Gió ngược nên là bạn nói là nó sẽ đi lệch ra. Bạn phải điều chỉnh lực nhá. Nhưng mà gió bây giờ gió đang như thế này đúng không, nó sẽ bị bóng sẽ bị lệch đi đúng không? Không biết nữa, cố lên. Gần mà chắc không có gió đâu nhỉ. Nhanh cố. Ơi trời ơi. Nhưng phải căn ấy, phải căn trọng trung trọng tâm, không sao đâu. Bạn này tôi run lắm. Thôi rồi. Bay qua. Cố lên. Bằng vai đi Sơn. Thì trọng tâm sẽ cân hơn. Cố lên. Đến đoạn này là nó sẽ lên dốc ấy. Chỉ cần bởi vì anh Aaron sẽ phải ít nhất 2 điểm nữa bằng bạn. Thì bạn là lúc mà lên dốc ấy, bạn phải làm sao để nhẹ thôi, chỉ cần nhẹ để cho nó lên thôi, đừng có bay quá. Như lúc nãy tớ bị bay quá thì làm sao để nhẹ thôi. Đánh nhẹ thôi. Anh Aaron vào vị trí khó rồi. Bất lạ rồi. Đi. Đứng thẳng vai đi. Đứng lại cho oai. Nhưng mà sẽ bị chéo. Lên đi. Anh Aaron phải chơi hai vì anh ấy không thể bay vào đây được. Hơi liều, muốn đánh bay con hơi liều. Trời ơi, sắp tối bọn mình phải thi phối hợp đúng không? Lần 3. Màu gì? Màu hồng. Đừng quá. Nhẹ nhàng thôi. Chết. Ok. Rồi, yolo đi. Cho, có vào được không? Vào được không? Cậu đừng làm tớ căng thẳng. Không, được. Tớ khóc đấy. Được, Sơn làm được. Yes. Quên mất. Ôi. Tớ đã gặp đối thủ rồi. Cái kêu cười. Yeah. Arigato. Đây là phần vừa rồi, đội của Sơn Học và Sơn đã được thêm 3 điểm. Tổng cộng đang dẫn trước 6 điểm trong cái phần thi này. Nhưng mà thì đừng có được cao quá. Tiếng Anh có cái câu là lúc nào từ câu thì sẽ ngã. Rồi mình chơi hiệp 3 nhá. Ok. Cố lên Sơn ơi, Yamacha. Bình tĩnh. Ôi. Ôi mẹ ơi. Ok, Sơn có câu hỏi nha. Sơn. Không sao. Không sao đâu. Còn này tớ sẽ... Nhưng mà gió này cũng thổi như nào nhỉ? Ôi. No. Not bad. No, it's ok. Không biết có mạnh được không? Đang cứ thích ở đây.
Tốt quá. Thì em chỉ cần đánh đủ mình để lên cái đồi, anh sẽ cố gắng đánh nhiều. Làm sao để đánh thẳng lên đây, đừng có cho vào hố cát là được. Cố lên Sơn. Vào hố cát đi Sơn. Qua hố cát luôn nhá. Rồi tôi đánh mép luôn rồi. Ừ, làm sao đánh một phát đồng lỗ. Chỉ có thêm một thắng. Cái này 3 rồi đó. Vào. Sao? Một tí nữa là vào rồi. Trời, không sao. Cảm ơn cậu. Cảm ơn Sơn. Ôi, em bên mà. Lỗ đẹp đấy. Ui mẹ ơi. Thần tượng thế. Thôi bạn khỏe này, bạn đánh lại đánh đi. Sao mình còn xa thế? Bạn xa xa này, có sức đấy. Sơn đánh đi. Bây giờ tôi đánh nhá. Cố lên Sơn. Cố lên mạnh hơn anh ra luôn. Đừng khối như thế này. Ngồi nhá, đừng làm, đừng có làm, tao ăn cho tớ. Nhưng mà nhẹ tay một chút nữa thì càng gút nhỉ. Bây giờ mình vào luôn thì có thắng không? Bây giờ ôi, cứ đánh đã. Không thắng nhỉ? Cứ đánh đi đã. Khỏi phải vào. Không bị thắng thua nhỉ? Cố lên. Khỏi phải vào. Tôi cảm thấy hơi chéo không? Ừ? Có hơi chéo không? Ôi, chéo chút nào. Cố đây. Phương ơi. Chị Phương ơi. Chị Phương ơi. Cô chị ạ. Rồi chị Phương thắng. Xin cảm ơn. Không hiểu tại sao tớ thắng phần nữ, bạn thắng phần nào, chúng ta lại thua một cầu phần nam. Thế là chưa hợp ý. Vậy thì nếu như vậy là hai bạn được 6 điểm. Rồi đến mình là được 3 điểm. Thì rõ ràng là cái nhiệm vụ tấn công chúng ta thì nó liên quan đến xe đạp. Trong thời gian tối đa 15 phút, hai đội vừa đua xe đạp, vừa ghi nhớ tên 50 nhân vật truyện tranh Nhật Bản do chương trình quy định. Đội về đích sớm hơn được 2 điểm, nhưng sẽ phải dừng việc ghi nhớ ngay sau khi đã về đích. Nhớ chính xác tối thiểu 10 tên nhân vật hoạt hình, không trùng với đối phương được 10 điểm. Từ nhân vật 11 trở đi, mỗi nhân vật nhớ được nhiều hơn đối phương được tính 1 điểm. Chúng ta đó lục cho con ở đây là các sắp hình. Nhá, tụi mình đi nhá. Chậm chậm thôi, vừa vừa thôi. Chido, làm lại từ đầu. Chido, em muốn là em chỉ anh là. Từ từ anh. Còn sao tới đó là có thể. Em dừng lại. Không chờ. Chido, tớ biết tớ khá nhiều từ. Không mà chị. Im. Tôi nhớ nhiều, bình tĩnh.
cứ đi đi. Được, được, được. Sơn, Sơn, cố lên. Tớ biết hầu như tớ biết hết. Anh. Thế cái hộp kia là anh nhớ thì anh cũng nhầm tâm nguyện. Chứ nếu hai đứa cùng ấy là có... Đây, dạy. Dạy bà. Dạy bà là em nhớ hay anh nhớ? Anh nhớ. Ok. Dạy bà khó. Không được gì. Dạy bà. Anh tôi xin lỗi. Cố lên Sơn, chỉ cần đạp thắng đi. Cố lên Sơn, đạp thắng đi, đạp thắng. Cười đi. Dead note. Ok 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 mình phải phân chia, mình đừng có nhớ cùng tên đó. Anh biết rồi, tớ. Bạn nhớ là khi nào mình tớ không nhớ thì nhớ nhắc tớ đến chuyện bác sĩ kỳ dị nhá. Snail, Snail, Blackjack, Dead Note. Đang ma sau tổ mẹ. Đang ma sau tổ mẹ. Đang ma sau tổ mẹ. Đang tà đồ. Nhìn lại nhựa đường đi. À, ngọc rồi. Giai ba, giai ba. Giai ba. Ôi, em khỏi đường này, đường này, đúng. Đâu rồi, đi lại, đi lại. Chị Nga kìa. Đâu, về đích đi, về đích. Đi xong, cái này xin chào. Skin. Đi xin chào. Về đích đi, về đích đi. Về đích đi. Hết rồi, rồi. Ok, ok. Cô sẽ cao vào. Xin hiểu. Đồ lại một. Đi, đi. Đi, cứ vào về đi. Bây giờ mình về trước nhé. Chỉ được hơn 5, 5 điểm cậu phải học thuộc hết đi. Tommy. Mình mà về trước họ mấy phút 7 phút lận. Đó, tốt nhất là chờ người 15 phút mình ngồi đây. Bạn để ý nhá. Cố học đi, học về đi. Tôi không học được. Thì Sơn muốn là mình sẽ nhớ những cái nhân vật khó để Ngọc đọc hết những cái nhân vật dễ đi. Tại vì những nhân vật khó thì có thể là mọi người sẽ không nhớ. Cẩn thận nhá, cẩn thận anh vượt nha. Shihiro. Rumi Kenshin. Thôi. Thấy. Onizuwa. Sắp hết 15 phút rồi. Thôi, hên xui thôi. Doraemon đúng không? Doraemon. Shizuka Minamoto. Blackjack. Astro Boy. Sao Phương có vẻ không thích anh Aaron lắm xong rồi quay lưng anh? Ừ, đến đấy. Lạ lùng đấy. Thôi. Thôi, thôi chị ơi. Không nhớ hết được đâu. Để xác cho chị nhớ tôi kém thì tôi bị cố học. Không. Phương nó của nó. Xin đẹp. Cao kiểu A. Kiểu A. Anh có em ơi. Xong rồi không? Ôi nhưng mà chưa rồi, dương tay nó bị rơi rồi. Sao? Còn Mario nhá, Mario cái trò nhảy ống á. Còn gì thế nào, chút thôi, đã quên rồi. Xin bèn. Phù bộc con. Thì em muốn nó đến gần thì anh đánh em. Ok anh đánh đi. Đi chơi, đi chơi. 14, 13, 12, 11, 12. Ok, bây giờ mình muốn thử xem là ai đi trước ha. 1, 2, 3. Ok, nói trước ha. Hai. Nói trước. Mario. Ranmori. Kaito Kido. Kaito Kido. Doraemon. Inbe Fukutomi. Shizuka Minamoto. Pikachu. Nobi Nobita. Kaonashi. Astro Boy. 드디어. Tuxedo. Blackjack. Vương không biết là bạn là fan của truyện tranh hay không, nhưng mà rõ ràng là tiếp xúc hàng ngày mà văn hóa đọc truyện tranh là gần như là văn hóa của người Nhật. Thì khi mà nhìn một cái cộng với những nhân vật bạn ấy từng đọc thì bạn ấy sẽ nhớ rất là nhanh. Và bạn ấy đã làm hết cái phần của Lính Sơn. Naruto. Peko chẳng. Naruto. Ăn mất. Nói đi. Yaiba. Chihiro. Nói đi. Nghĩ đi. Nói đi, cứ nói đi, 10 giây hết, nói đi. Tớ không nghĩ được, nói đi. Cố gắng nghĩ đi. Piccolo. Conan Edogawa. Vegeta. Đây. Son Goku. Crayon Shin-chan. Asari-chan.
お祝い4つは ワンフレッチ マンキーでムーフィー マンキーでムーフィー じゃあ、寝ていいよ くむわ あ、ちょっと、ちょっと、見て、見て、見て ちょっと、ちょっと、危ない、危ない8日桜木、いただきます、マヤ。Candice White Andre、Candice White Andre。ホセカワシンスネオ。ロバメグミ。可是有点鸟，你们都没有带鸟。ウサギウツ。ウサギ美しい。ウサギスノ。ああ。ちょっと待って。何？トトロダミ。トトロ。ジャイアン。スカ。どうスカどう？四四。七。八。九。6 5 4 3 2 Hokkaido Sapporo. Mình sẽ ghi tên chưa? Ôi, thua rồi. Không sao. Còn không? Bình tĩnh nha. Từ từ em không nhớ họ đầy đủ. Sáng rồi. Death Note. Kinomoto Sakura. Ghi cả tên. 10 giây. 9 8 Em nói được không? 6 Em nói được không? 5 Từ từ đã. Doraemon, Doraemon nói rồi. Doraemon. Rồi. Rồi. Doraemon. Nói rồi. 1 Hết rồi. Thôi. Thôi. Cả hai đều được 10 con. 10 nhân vật. Vậy thì cả hai đều 10 điểm. Đã còn đám bên này là đã hơn đội đó. 4 hơn 4 tên. 4 tên. Vậy thì là hơn 4 điểm nữa. Vậy thì 14 điểm. Còn bên đó là đã về trước. Vậy thì được 2 điểm. Vậy thì bên đó là 12 điểm. Lúc nãy thì Sơn với Ngọc đã chia nhau ra là để nhớ tên những cái người nhân vật trong truyện tranh. Thì Sơn cũng có nhớ được một vài người. Từ Ngọc đưa cho Sơn những cái nhân vật mà Ngọc không nhớ được thì Sơn sẽ nhớ. Nhưng mà cũng có những nhân vật sau đó thì Ngọc lại nhớ mất tiêu rồi. Thì là một số nhân vật tôi có những nhân vật tôi nhớ ra được nhưng tôi không nhớ tên, tôi không nhớ họ. Mình phân nhiệm vụ rất là tốt, đúng rồi. Mình có chiến lược. Rồi mình nói chung là đã làm tốt và tốt nhất có thể. Với cả tới chủ quan thì anh Aaron và chị Lan Phương đúng là quá nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm. Chưa giờ chơi game show mình thấy vui ngày hôm nay. Vương yêu mọi thứ xảy ra xung quanh mình, yêu nước Nhật, yêu mùa đông, yêu cái đẹp. Aaron và chị Lan Phương cực kỳ áp đảo vì hai người chơi với nhau, mọi người biết nhau, chơi với nhau ngoài đời và đã tham gia chương trình này rất là nhiều lần rồi. Có mỗi một mình là lần đầu tiên của lần đầu tiên.